Xin giới thiệu các bạn, mình đang có mặt tại giáo sư phục lễ. Hôm nay lễ cưới của hai cháu con ông anh mình. Xin quay cảnh giáo sư phục lễ để các bạn đón xem. Gì vậy? Đi về chứ? Cuộc đời sẽ đẹp hơn khi mỗi người biết đặt ý Chúa trên mọi ý hướng cá nhân để sống yêu thương và có trách nhiệm với chính mình, với gia đình và xã hội. Trong ngày lễ thành hôn của anh Vicente Nguyễn Văn Thắng và chị Maria Hà Thị Ngọc hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho gia đình mới này biết noi gương Thánh Gia để làm cho gia đình mình trở nên một trường học tốt, dạy dỗ con cái những đức tính căn bản để trở thành những người hữu ích cho xã hội và giáo hội. Giờ đây, trong tình hiệp thương, mời một đoàn đứng, chúng ta cùng chung lời tạ ơn và cầu nguyện cho anh Vicente Nguyễn Văn Thắng và chị Maria Hà Thị Ngọc trong thánh lễ hiệp dâng với Chúa Giêsu, đấng đã yêu thương và nối kết anh chị trong tình nghĩa vợ chồng qua bí tích hôn nhân. Thank you.
cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở tất cả anh chị em. Trong kính quý cha, kính thưa đồng đoàn phục vụ, ngày hôm nay chúng ta đều tụ nhau nơi đây trong ngôi thánh đường thân thương này để cùng với đôi tân hôn là anh Thắng và chị Ngọc cùng nhau tặng cho Thiên Chúa và xin Chúa chúc phúc cho tình yêu phù phù của họ. Chúng ta hãy có một tràng pháo tay thật lớn đã đẹp chúc mừng họ. Không chỉ có đôi tân hôn, nhưng hôm nay cả đoàn chúng ta còn được đón tiếp bạn hướng của hai bên gia đình đến từ các giáo xứ ở trong hai địa phận từ địa phận Thế Bình của chúng ta cũng như là địa phận Hải Phòng. Chúng ta hãy có một tràng pháo tay thật lớn đã đẹp chào mừng họ. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn Chúa về đôi tân hôn. Nhờ tình yêu Thiên Chúa dẫn dắt mà họ đến được với nhau để nên vợ nên chồng. Chúng ta cũng chúc mừng và cảm ơn Chúa với hai bên gia đình vì giờ đây nhìn thấy con gái của mình đã trưởng thành. Chúa đã ủng hộ cho đôi tân hôn để họ được sống với nhau hạnh phúc cho đến trọn đời. Và xin cho đôi bên gia đình được nhìn thấy con cháu của mình lớn mạnh mỗi ngày để họ có được sâu hiểm rèn thảo. Và giờ đây chúng ta hãy cùng đến với Thiên Chúa và để chúng ta kính thác và cầu nguyện cho đôi tân hôn, cho các thành viên trong các gia đình cũng như cho mỗi người chúng ta. Những người thân mà họ không nhìn biết Thiên Chúa, thế rồi cả
xin cho được an lành. Tomia nguyện rằng, lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng tôi, trời đất biển khơi các suối sông ngoài và mọi loài cho dựng nên. Ở những nơi đó, hết thảy chúng ta biết ơn chúng Chúa. Chúa đã dùng cùng tận mà các tạo Adam và ban cho con ông được các bà là người hỗ trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà tôi với cô em đây làm được, song chỉ vì mến yêu lòng đó những người biết ra cùng danh Chúa tới muôn đời. Xa ra cũng nguyện rằng, lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi, nguyện cho cả hai chúng tôi đều được sống an tới tuổi già. Đó là lời.